Hello hello, chào anh em nha. Lại là mình công thích máy tính đây. Hôm nay mình đi lắp cam cho một anh khách, anh ấy gọi điện. Thì hôm nay mình chuẩn bị hai chiếc cam đang chuẩn bị sẵn đây rồi. Một chiếc là iMount F42 EFP 4.0 và một chiếc là A22 2.0 có ghép trong nhà. Chiếc F42 ấy thì có đàm thoại và đèn còi màu ban đêm nhá. Đây là hai cam mình đã để sẵn đây và bây giờ mình sẽ vào lắp. Mình sẽ lắp một chiếc bên ngoài và một chiếc bên trong. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bê đồ vào. Thì bây giờ đang đến giai đoạn là mình cài đặt vào điện thoại của anh ấy nhá. Tất cả các cam mình đi lắp ấy thì mình sẽ cài vào số điện thoại của chủ nhà. Đấy, để sau này có quên mật khẩu thì có thể là lấy lại được. Đây là cái cam mình đã lắp. Đấy, một chiếc trong nhà là A22 này và một chiếc bên ngoài là F42. Rồi, bây giờ mình đã lắp xong rồi, bàn giao lại cho chủ nhà rồi và xin phép chủ nhà là ra về thôi. Chào anh em nhá. Anh em mà cần mua cam thì hãy liên hệ mình qua số Zalo